buổi tiệc chúc mừng năm mới 2022 đã trở thành sự kiện tập trung đông người kỷ lục trên quỹ đạo với tổng cộng 10 phi hành gia của hai trạm vũ trụ. Cơ quan vũ trụ Roscosmos Nga ngày 1 tháng 1 thông báo đã có 10 người cùng mở tiệc đón năm mới 2022 trên quỹ đạo gần trái đất. Họ bao gồm 7 thành viên trên trạm vũ trụ quốc tế ISS và 3 thành viên trên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc. Do đó, sự kiện này đã trở thành buổi tiệc đông đúc nhất trên quỹ đạo trong lịch sử khám phá vũ trụ của thế giới. Nhà du hành vũ trụ Roscosmos kiêm chỉ huy đoàn thám hiểm ISS-66 Anton Skaplerov chia sẻ một số chi tiết về bữa tiệc được tổ chức trên ISS. Ông cho biết các món ăn sẽ có trứng cá muối đen, quả quýt và món cá trích mặc áo lông như truyền thống của Nga. Ông Skaplerov đã may mắn đón năm mới 4 lần trong không gian, cụ thể là các năm 2012, 2015, 2018 và 2022. Giống như nhiều người con sống xa quê hương khác, các nhà thám hiểm vũ trụ ISS đã nâng cốc, cụ thể là nước ép táo, để đón chào sự khởi đầu của năm 2022 một vài lần. Đầu tiên là vào thời điểm giao thừa theo giờ Moscow, sau đó là theo giờ Đức, quê hương của nhà du hành cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu ESA Matthias Maurer. Tiếp đến là múi giờ chuẩn Greenwich và cũng là múi giờ mà ISS căn cứ hoạt động. Cuối cùng là thời khắc nửa đêm tại Washington dành cho các nhà du hành của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, NASA. Sự kiện đón năm mới thường xuyên được tổ chức ngoài không gian kể từ năm 1986 khi Liên Xô phóng trạm vũ trụ Mir. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!